Các bạn biết tin gì chưa? Nokia đã thay đổi lại màu sắc logo cũng như kiểu dáng logo 60 năm tuổi của mình. Thay đổi lại toàn bộ từ màu xanh, bỏ hết toàn bộ màu xanh đi, chuyển sang màu trắng và các cái màu khác nữa. Nokia đã thay đổi lại cái chiến lược để tập trung vào việc hoạt động tăng trưởng mạnh mẽ. Và trước đây họ vẫn là cung cấp các cái thiết bị cho các cái công ty về cung cấp giải pháp mạng hay là mọi thứ. Thì bây giờ họ chuyển sang cái đối tượng khách hàng khác, đó chính là đối tượng khách hàng doanh nghiệp. Nokia đã chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn thiết lập lại, và sau đó là giai đoạn tăng tốc, và tiếp theo nữa là giai đoạn mở rộng quy mô. Tại sao họ phải chia làm 3 giai đoạn? Vì họ muốn phát triển thương hiệu và họ thay đổi lại cái mô hình kinh doanh cũng như là các cái chiến lược họ đưa ra, thì họ đã chia làm 3 giai đoạn. Và Nokia đang hướng đến tự động hóa hoàn toàn doanh nghiệp của mình để cạnh tranh với các ông lớn trong ngành công nghệ như là Microsoft hay là Amazon. Chúng ta biết rằng là Nokia những năm về trước là một cái thương hiệu rất mạnh về sản xuất điện thoại di động cũng như là các cái thiết bị mạng. Họ đang tìm lại các cái giải pháp để thay thế. Họ đã thay thế thị trường Ấn Độ, công ty về mạng và cũng cung cấp dịch vụ. Nhưng mà hiện tại doanh nghiệp họ đang đi xuống và gần như là nhiều lúc là cũng kiểu như dạng phá sản nơi. Nhưng mà bây giờ họ đã tìm đến thị trường Ấn Độ và các cái thị trường Trung Á để thay cho cái thị trường Bắc Mỹ đang bị sức ép do là bị bảo vệ môi trường về các cái khí thải, đến dẫn đến các cái việc sử dụng các cái thiết bị của họ cũng như là các cái việc sản xuất của họ trở lên đình trệ. Nên ở thị trường Bắc Mỹ hiện tại đang đình trệ xuống, thì họ đã chuyển khu vực và thị trường, và họ mong rằng là đến cuối năm 2023 thì cái thị trường Bắc Mỹ sẽ trở lại và họ sẽ dựa vào thị trường Ấn Độ và Bắc Mỹ để họ đi lên công việc. Thì anh chị em cũng biết rằng đấy, Nokia là một công ty rất là lớn từ trước nay và họ đang quay trở lại và họ sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn ngoài cái việc dịch vụ thiết bị mạng 5G cũng như là về các thiết bị cầm tay nhỏ gọn như điện thoại trước này chúng ta. Thì anh chị em hãy đón chờ xem Nokia đang quay trở lại và họ đã sử dụng chiến lược gì, chúng ta cùng hỏi họ để họ tìm hiểu họ cách kinh doanh nhé. Anh chị em muốn đặt câu hỏi gì hoặc là nhớ ấn nút follow kênh của mình để theo dõi các video sau của mình anh em nhé, hoặc đặt câu hỏi chúng cho mình để mình có thể trả lời anh chị em.